Ông quý cho. Ông chúng tôi đáp cả một tổ cái trong đại ca nội tệ vị thi sạm nạc cả bị phiện ra đánh đầu sẽ đọc ra khay cam sạ xây không ngờn đại lưng rơi bản tổ cả tăng thông đoàn đánh đầu đời đâm nàng sạp về nhà ông nhầm đại xông đo vị thi ca chúng tôi đâm nàng sạp về nhà đâm bầy bản tổ cả tăng thông đoàn đánh đầu thì bộ sạ xây đúng đi xông chơi Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonjour. Bonjour à mesdames et messieurs les juges, aux avocats, et bonjour, Monsieur le Témoin. La dernière fois, vous aviez dit, Monsieur le Témoin, que vous aviez eu un peu peur avant de témoigner. Alors, je voudrais simplement m'assurer qu'aujourd'hui tout va bien. Vous nous avez beaucoup aidé déjà la dernière fois, la semaine dernière, et j'espère que vous pourrez continuer aujourd'hui. Et si possible, toujours en fournissant des réponses. Réponse précise aux questions que je vais formuler. La dernière fois, vous nous avez dit avoir travaillé à la maison numéro 7, à l'ambassade de Chine. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi de servir des dirigeants du Kampuchea démocratique lors de réunions ou lors de dîners? Cả khi em nộp tiền lấy bẩm bẩn, nhóm ban bẩm nộp nhiều chân, hay nâng nhẹ đặng nằm khăm ai khăm một kề ở hông, nhóm nộp rồi nộp bọc về đây nó tương mạnh, vấn nạn đặng nằm hông, chuồng gà bỏ tê, cho Savez-vous qui étaient les dirigeants cambodgiens que vous avez servis à la maison numéro 7 à cette époque-là? Hướng khởi cái màu bổ sung nhẹ thum thum đó, bên đây nhóm việc dịch tễ chuẩn nhóm của mình đã đang tam đan mơ cái đá lấp bù. Est-ce que durant la période du Kampuchea démocratique, vous avez jamais vu ou rencontrer Monsieur Yeng Sari. Đôi là thương á, đôi là thương á, mình đang gặp lắm. Bài đây xong ôm không? Merci. Vous avez déclaré jeudi dernier que vous aviez été critiqué lors d'une réunion au ministère des Affaires étrangères et que le lendemain vous aviez dû rédiger votre biographie. Est-ce que vous vous souvenez sur quoi portaient les critiques qui vous ont été adressées lors de cette réunion? Được khi ông ôi miền cổng hộ bọc lắm miền tè ở miền tạp hương kê à nụ tí nâng hay kê rê ca khi ông thạc khi ông đi vì khám này dỗ bài bẩm rao như khó khám này sổ thô hay kê đọc khi ông tôi nó trông tạc mau dạ bê bàn chùm luôn bay khai lắm cô xong chọp á.
En quoi consistait ce problème de moralité et quelles en ont été les conséquences immédiates? Khám lại sau thôi đội luôn nấu chấm muối bầm rau phiêu chấm muối cá lóc cái hao nri nri nó cũng bên đó dương kho ca lên sợi bước theo mình tinh túi kề này nằm dương chú nát cái cây sừng ngát tấu bồi dọn đắng đội từ ho mùi mùi chướng cái ca tấu đọt thế thầm nó đọt tấu thầm ăn kiếm gọn đan đắng cái đọt tấu cầm nô bà kê nó đọt tấu tin ná cho luôn cô. Est-ce que c'était interdit d'avoir des conversations avec les femmes à l'époque du Kampuchea démocratique? Đừng không cái đèn nom ra là ngay chúng ta việc khó khăn rồi thôi. Ôi bố. Est-ce que vous vous êtes marié par la suite avec l'une de ces femmes avec lesquelles vous aviez eu une conversation? Pel croy mo ot mien pu o mien ban nghe ho man ban tho nung e ka lai sai ke ka tang tu ke khmang ngo ke dok nyom mo do nyom ye pi mun tha dok mo nok trong ta khmau dam pi tau ol pu. Merci. Je voudrais juste revenir un instant sur cette question de rédaction de biographie. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes du ministère des Affaires étrangères à qui on aurait demandé de rédiger des biographies également après avoir été critiqué? Cả lần cái ao khi mình thấy bờ giúp ao thấy như thế nào lớn đang đặt cái vô đo là tầm bán pu gọi đang cái ao như tàu ra ngày đang lại xe rút nó ngon á hệ chúng của ban là thế vô cái đường vô nhầm dây pì muốn ra mà đo không pì đo không đọc bậy đo sáng cái ao như tàu rút rút mình đang cái vô rút được mấy hay khi mà giáng từ mai khơi được bom ôn như vậy nữa nồi tụt cầm nọ nữa cái lô của vô bay cho lúc ban ra khi mình đăng đấy đăng mà thì được hơi chậm rồi mình kết của khi mình bỏ đá đấy ở nền bụi nhiều lắm không ót luôn. Merci. Monsieur le Président, avant de passer à un autre sujet, je voudrais avoir l'autorisation de montrer à monsieur le témoin une photo. Alors, il s'agit d'une photo d'accueil d'une délégation étrangère à Pochentong. Et la photo porte le numéro E190.1.194. Je répète, E190.1.194 et numéro IRN P00-51-36-12. Avec votre autorisation, j'aimerais également qu'on puisse projeter cette photo à l'écran. Merci beaucoup. Monsieur le témoin, je vais vous demander de regarder cette photo, et spécialement
les deux personnes qui sont tout à droite de la photo. En commençant par celle qui est le plus à droite et dont la photo est coupée. On voit son visage, on voit la moitié de son corps. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous connaissez cette personne? La photo va être affichée à l'écran, mais elle n'est pas encore prête. Merci. Le témoin, est-ce que vous reconnaissez ou pas cette personne qui se trouve tout à fait à droite? Et j'ai mis une petite flèche sur la photo. Merci. Merci. Et il y a la deuxième personne en commençant par la droite qui est donc à l'arrière-plan. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je ne sais pas si on arrive bien à la voir sur la photo, mais je crois que vous avez une version convenable. Est-ce que vous la connaissez, cette personne? Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez regarder la photo qu'on vous a donnée sur le papier? C'est la même qui est à l'écran. Et vous verrez mieux sur le papier que sur l'écran. Voilà. Merci, monsieur le témoin. Je ne demandais pas si vous étiez sur la photo. Je demandais si vous connaissiez les personnes qu'on a montrées avec les flèches. Merci. Est-ce que durant la période où vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, y a-t-il eu des purges? Monsieur le Président, je ne crois pas que j'ai eu l'entièreté de la traduction en français de la réponse de monsieur le témoin. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit, monsieur le témoin? Est-ce qu'il y a eu des purges au sein du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire des arrestations? Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissiez qui travaillent avec vous qui ont été arrêtés au ministère des Affaires étrangères lorsque vous étiez sur place, des collègues proches? Anh leo bộ má anh đồ lại
thằng hai phần năng phu đang đu rồi mà mình đang đá đang của dược miền tết ấy được kế hot phu. Est-ce qu'on a accusé Schrung de quelque chose? Chào và can Schrung ở vai khá đấy. Khi chốt và can trưng tha mình đang ngày nắng không có lấy ta mới bắt chun phiêu tàu được chun phiêu tàu của bốt của tàu ông ở vùng xóm mình đang ngày nắng đòi màu vĩnh kỳ an bị bàn này nom bị đá thấy là đội chơi như vũ rồi ngày nắng kia bị chung màu vĩnh kia chung chỉ phiêu được đồng tí nắng ấy chung hái ai lắng cái đọ nông tàu đây cái đọ đô ra đô cầm lang ở trường tranh và mình đang khó không thà cái đầu mùi phiếu đó là miền miền tụ nào với nông bình từ đây nó cái lắm đua chơi nhau cái đọ nông đọ từ ná khi mà cô nó khơi mà giang khi mà nó khơi mấy những cái cô mại đó tam đang cái đắng con hóp luôn. Je vais peut-être, avec l'autorisation de la Chambre, essayer de vous rafraîchir la mémoire concernant cet incident. Monsieur le Président, je demanderai de pouvoir lire un extrait du document D280-18, qui est donc le procès-verbal d'audition du témoin devant les juges d'instruction. Et c'est à la page 7 en français, page 7 en anglais également, et c'est à cheval sur les pages 7 et 8 en khmer. Est-ce que je peux lire cet extrait? Oui, je crois que pour le public et les parties, ce serait bien qu'on puisse le montrer à l'écran, même si M. le témoin ne pourra pas le lire à l'écran. Ông chấm đề ảnh nhát, hay là cõi đồng bây thân thông phí bởi lý, lúc xong tay mà đoàn thấy vô lực văn phư tăng vị bậc mới khi được chia tầm đầu lọ hơi và lúc thời ca sống lương sống toàn chẳng rộp tại mà đón tới ông nhìn về tham gia tại mà đón vì từ lươn chẳng từ Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez fait une longue réponse dans ce document concernant Monsieur Schrung, votre collègue. Alors je cite ce que vous avez dit. Au ministère des Affaires étrangères, des gens accusés d'être des ennemis, des agents de la CIA ou du KGB ont fait l'objet des purges. Ceux qui ont été accusés d'être des ennemis étaient les dénommés Schrung et Thun, T-H-O-E-U-N. Schrung a été arrêté et emmené à S21, et Thun a pu s'évader. La raison de l'arrestation de Schrung, c'était qu'il avait conduit un véhicule, et quand celui-ci avait été renversé, il avait causé deux morts et un blessé. Ces morts étaient un Chinois et un Cambodgien nommé Thun. Quant à Thun, il s'est blessé et cassé les jambes. On a accusé Schrung de ne pas obéir à la loi, d'être un traître et d'avoir compromis la politique. Au moment de l'arrestation, il a été appelé comme d'habitude en lui disant qu'il devait aller à une réunion. Quand Schrung a été appelé, j'y étais aussi. Fin de citation. Est-ce que, monsieur le témoin, vous confirmez ce que vous avez dit devant le juge d'instruction dans ce que je viens de vous lire? Bạn trâu xóm nâng á, lúc bố.
Lorsque des personnes étaient identifiées comme ennemis, comme traîtres, au sein du ministère des Affaires étrangères, comme Schröng, que leur arrivait-il? Est-ce que vous le savez? នៅក្នុងគ្នាខ្ញុំ6នាក់ហ្នឹងវាពួយបារម្ភចាប់បារម្ភដែរលោកពូចាប់បារម្ភទាំងថាកន្លែងការងារនយោបាយគេដកអមួយចេញហើយលោកអមួយរេកាស្ងាត់ទីក៏មិនដឹងការរស់នៅជាមួយខ្ញុំក៏វាយើទៅប៉ុណ្ណឹងគេខ្ញុំនៅក្មេងគេយឺតាមគេទៅហើយមិនបានទៅឆ្ងាយគេខ្ញុំទៅឆ្ងាយគាត់បានបីដងដែរហ្នឹងយល់ពូ Est-ce que Schröng et d'autres personnes qui avaient été emmenées, est-ce que vous les avez jamais revues par la suite? Bat son mong, ot khơi, là ot mong khơi một bên bu, bat ngắt nó mong, cho bé, bu. Savez-vous qui a donné l'ordre d'arrêter Schröng et ទៅ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 
miền đồng không ông cái nẹp là cái lái tim lâu như được chôn làm nẹ nó cho luôn. Merci. Alors, si vous étiez là, je crois que vous avez dit que vous étiez sur place. Qui a, en pratique, emmené Shrung? Ngày nom Shrung chanh tàu, vì tôi chỉ mua về thiên đường bóng, mừng không đường bóng. Hay, mơ đi tàu bì nữa đi. Đi tàu tàu mui bịch thiên mình pí đậm đằng nào mui nó buông phía nhau mới tròn trăm mình ban trăm o đấy dù ấy tàu pí nữa cái nưng tàu mui bịch thiên cái nưng thì khi mà bạn đăng đấy đằng à ngày kia bạn thà bạn ta tua tua thà tàu pí nữa tua trường tàu nưng o nó buông. Vous avez dit que beaucoup de personnes avaient été emmenées, donc vous aviez peur. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de personnes parmi les collègues que vous connaissiez au ministère des Affaires étrangères ont été emmenées lorsque vous travailliez sur place? Nri buôn đấy, nri tụi bay nữa nri, nấu lại chúng ta cái xuống cá bò té về chạy chân hết, đặc là nấu tiền lấy mua nhưng mà là nấu bò mua nhưng tôi đang nấu đào bìa về bên phan ca bò sòm át để chạm na na mũi của chúng mình mặn đắng nữa buôn đang là lại nấu nắng ai đang là khá năng rồi dừng không ai đang bằng không cái nào mà thiên đạo luôn mình đắng nấu xuống gà bò tê, tại gặp khăn thì khá cái làng lơ tiết cuộc nhưng mà mặn đắng được xô, tại cá đắng được xô, tại ơi ta bị ná được, ấy nhưng mà tôi con tôi những khi mà giang mình thiên thì dây lại cái tàn nan tấu thì thợ bạc nhưng mà đấy, xong ô bu.
Merci, monsieur le témoin. Je voudrais maintenant en venir à la période où vous avez été envoyé à Takmau. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous aviez été envoyé sur place à la suite de la rédaction de votre biographie. Est-ce que vous pourriez nous aider à situer cet événement dans le temps? Donc à peu près, à quelle période, si vous vous en souvenez, vous avez été envoyé à Takmau? En quelle année? ពញ្ជូនលោកទៅតែខ្មៅនោះគឺនៅឆ្នាំណាឲ្យពិតប្រកបទៅនោះពិតប្រកបបាទចិត្តសុខ6នោះពូវាពាក់ដាក់ចិត្ត6ហ៎គេដកខ្ញុំទៅដល់ខ្មៅចិត្ត6ហើយខ្ញុំវាមិនទៅដឹងហើយនេះកាលប្រហែលចាប់រងឆ្នាំប្រហែល 5 ប៉ុណ្ណឹងដឹងចិត្ត6ដកទៅនោះខ្ញុំទៅខ្មៅ 3 ខែឲ្យទៅរេចឯងដាំជិះពេលរេចឯងដាំជិះពេលនោះលុបដល់ខ្ញុំនឹង khơi mà giang cái vô đó là hai hai bàn dạ phê bay khác vô một xuống gạo bò tây vinh thì ọp rum kiếm chân không ọp rum kiếm chân tao em có mình tao hiền vậy là khơi đặt lại cho cái vô tôi bạn đây nữa bù thơ vật rúp chập ở rom nông chết anh là thơ vật rúp mà ngày bậy đó nó cái tôi ở rom đây nữa cả nó kiếm còn bỏ nó cũng ôi thêm thơ thêm rom nếp anh đây về lượng muốn chứ tôi mà thêm cơm nghe bị chói cái này ok 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 mình chia đấy mà còn chia ở đồng bụi nhiều mưa cao hồ trấu thì muốn vô ai làm thêm cơm mình nhân kinh này chuyện người lâu làm hiền dễ pu mình đắng á cơm chọp á Merci. À l'époque, vous êtes parti à Takmau. Est-ce que vous savez qui a ordonné votre envoi sur place? Quand on a dit que Merci. Est-ce que ce site de production de Takmau dépendait du ministère des Affaires étrangères ou non? Est-ce que vous connaissez le nom de code du site de production à Takmau où vous avez travaillé? Est-ce qu'il avait un nom de code? Merci. Quel était le nom de ce grand-père qui vous donnait des instructions sur place au Takmau? Merci. Voilà. Est-ce qu'à Takmau, il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme vous en train de travailler dans les champs? Tôi có lần mình đọc mấy chồng vẽ đường vẽ những cái lần mình đọc mấy chúng tôi đang làm đấy
bạn đây bị bia trái nằm bên bên nông vuông tung cái này hay mà phê nữa ta mà phê nữa chẳng cả lắm hay kiếm gồm to mai men tròn coi cái mà đây nó all bu Est-ce que parmi ces 20 personnes, il y avait des gens que vous aviez déjà rencontrés au ministère des Affaires étrangères ou bien est-ce que c'était des gens qui venaient d'ailleurs? Nous sommes mon pays, l'aim c'est une poum. Nous sommes à bord des docks et moussons d'un gang avec ton cas d'un ou ton docks. Nous sommes à bord des docks et moussons d'un gang avec ton cas d'un ou ton docks. Nous sommes à bord des docks et moussons d'un gang avec ton cas d'un ou ton docks. Nous sommes à bord mà thà bay khai đó, thà dù có lấy có dù bịch mũ ói đừng bị na và na lắm, ói bố. Est-ce qu'ils vous ont dit d'où ils venaient, d'où ils avaient travaillé auparavant? Mau bị na, cụ nông phơi cá nơi na đã muốn về mau tắc mày nữa. Muốn mau cá làm chú cái đã chú. Hạt lát đọt mò pi lại con sạt lát hạt lát đọt mò pi ao thà lát thà bọt rụng bị ói hạt đọt mò pi chôn là bọt nó bua mò pi khai chứ không mà chôn nó lại nó muốn muốn lại lột đom kì lại co sang luôn đọt pi co sang luôn ói chứ người vô mà chạy tam thì than tút ấy nấu tam mình tin na xanh xanh không thì mình lại lột đom co sang luôn nữa để lại nó nhá ói bua Puisqu'ils étaient en rééducation, donc, est-ce que cela voulait dire qu'ils leur avaient été reprochés certaines fautes, certaines erreurs, comme vous? Đôi từ khi mà tôi mới khó mà dùng lại năng, chưa đâu rồi lại cò sang không lấy năng thì thay chân đây, tập năng luôn, mà ai vẫn bài nhưng không dốt lắm, thay lại cò sang luôn là lột đom, nâng pe kiểu chung chi phép. Mà tất nghiệp chung một đó nó cái này nói mình lại nắng á cho nó luôn Est-ce que certaines de ces personnes qui étaient là avec vous ont disparu pendant votre travail à Takmao? Quand je me suis dit que je n'ai pas été là, je n'ai pas été là, je n'ai pas été là, je n'ai pas été là. Vì hào hào bị chung nó co sang kiểm toàn bắt thun toàn miên nên nó đào hầm chèn mà phát nó đang mấy tiết mà đang mấy đọt như một lại chúng gặp bao tên pin như mỏ nên gọi bàn khơi pú á cho pú Merci monsieur le témoin, je voudrais juste clarifier une chose parce que dans votre déclaration devant les juges d'instruction, il est dit, donc le document D280-18, à la page 9 en khmer, 9 en français et 8 en anglais, vous aviez dit ceci, je cite, oui, ils avaient commis des fautes, ils étaient punis, ils devaient cultiver des choux, ils ont tous été fusillés sauf moi. Aujourd'hui, vous nous dites que personne n'avait disparu, donc est-ce que vous voulez rectifier ce qui avait été noté devant les juges d'instruction ou bien confirmer? Nâng kìm lạp cho người ta đọa chứng tấu, nâng gọi đăng đọa tôi lại nát, bên đó bên nhóm đã màu bên đó lại được máu. Cô nhóm nâu mưu nhóm bị lút đòm lại nâng, cô nhóm bị mặt mang tam đang tiết đây lại nâng. Bên là tôi lại chứng với đọa tấu ấy nâng. Bên đọa tấu bụng đọa tôi phải mang, đừng dây lực môn nhưng á. Cô đăng tôi vô và bạ cái luôn á. Sông
Merci. Quelques dernières questions concernant les délégations étrangères, donc les invités. Vous avez dit que vous en aviez accompagné dans le pays. Dans le Cambodge démocratique, en visite. Alors, de quel pays provenaient ces invités que vous avez accompagnés? Et de quelle nationalité étaient ces invités que vous avez accompagnés? De quel pays venaient-ils? Bạn ta hình xóa trong bộ phần tốt với Cội Ba, Tù Địa Nam, Chân, Cổ Rê. Đừng có bán đi, mình đã được hình xóa lắm ổn. Chó lắm không? Au moment où vous avez accompagné un certain nombre de ces délégations, qui était la personne qui avait le rang le plus élevé au sein du ministère des Affaires étrangères qui accompagnait ces délégations? Donc vous les accompagnez, mais qui d'autre parmi les cadres du ministère des Affaires étrangères les accompagnait? Est-ce que vous savez? Cần thừa đại chứ không biết những cái lúc yêu mình chơi phía xa kia đó. Bạn là mùi bỏ bài thì thật. Xu bị thật có hộp bài bói của hộp bài ấy. Bạn là khi cô ngộ cái báo là mà không có ai thiên dễ đây. Nên cái lại mình tụ chật là cái cà bạp. Thật khi mình dễ biết lúc lúc thì cà bạp. Nè thùm biết lúc ngộp ngộp nhóm. Ồ bố. Deux dernières questions, monsieur le témoin. Est-ce que vous savez ce que ces invités étrangers venaient faire au Cambodge à l'occasion de leur visite? Mình đang tự đau đã tu được máy của mình đang mấy của nhưng mình giỏi dùng nhóm chị dùng chân của mình hiền thu đánh chơi kia mấy mấy cũng hiền thu luôn phu hiền chơi luôn. Mais est-ce que c'était les personnes que vous aviez accompagnées, c'était vraiment des gens qui travaillaient au sein
des ambassades ou bien c'était des gens qui venaient de l'extérieur du Kampuchea démocratique en visite pour une période assez limitée? Tôi mà ngay cái tôi bò tê tôi như bò tê nó hay dừng lại đó đội đi tôi pi nữa nhưng tôi nhưng mà tôi mua nhưng tôi nó người đôi khi nào kia đôi khi ca nghe cái lo bên cái chú tọt cho đến cái tôi nhưng tôi tam cũng đào phiêu bài cái ốm á alpu á xong chấm. D'accord. D'accord. Lorsque vous alliez en visite à Takeo, Kampong Som ou dans d'autres provinces, est-ce que vous faisiez étape? Est-ce que vous vous arrêtiez entre Phnom Penh et Kampong Som ou Takeo pour faire des visites, par exemple, d'usines, de chantiers, ou bien vous alliez directement d'une ville à l'autre sans vous arrêter? Chọp lâu là mình chụp xong ra thế. Đôi khi tranh tôi bị tôi đã cái tôi tôi kéo tranh bị nung pin tôi kéo chẳng. Ở bên chụp vừa bên chụp ấy mà giang chụp tôi cái lô về. Nhớ để chụp xuống nhiều. Nhớ để chụp xuống cái lại này ai ai thử ai xuống đây đây bị ăn chụp với bị đợt đó tự đau vừa đó là kéo chụp mà năng đó lại lấy chụp mà. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Je pense que maintenant c'est le temps des partis civils d'intervenir. Merci beaucoup. Đầm nàng, ôi, mì tử vi nằm mốc đầm nàng đầm đang rõ lý, nông ca đang tổng lộn đến đầu những phố xã xây, xong chơi. Bạn xong chùm điệp xuống, ông chùm mâm bế, hay xong chùm điệp xuống, xã phía ta, xong chùm điệp xuống. Bong bóng đại bàn tiết sản đất tín đi hay có miệng xua đo lộ xạ xây phong đá khi nhóm bạc chung một lâu chân thí đại chìa mê thủy kháng đàm đăng rộp nì ở bên này khi nhóm bạc xong xua tới lộ tịch xung nô tế phù kháng xạ về nhà bàn xạ xua lộ hay chìa chọn ở hỏi chịp xe cứ khi ông chọn đằng pì bạt bọt mùi chùm nuôn đã hạ bay đôi chìa cao pì khang xa bề nhà bàn xua nó hạ bay đôi chìa vì mình toàn bàn chút bà chẳng khi ông xong và chạy thà ta nơi pìl đã nơi nông chân năm mà bọn của mùa nơi chất sập hẻm nâng bàn này thà nơi pìl đã môn nâng bay chân năm chất sập hẻm nâng ta luộc luộc ban luộc nơi cả lại nhà muốn bay cho sập ám á ta luộc nơi nơi cả lại nhà đấy muốn chết sập ám nó phú khi ông nông nâu mình toàn bay khi ông nâu nâu phùng phe này đấy nâu này nếu nâu cài khai được cao nâu thua chơi nâu thôi dứt chân thôi nè chụp nâu khai được kéo luôn bố tự thiên là nắng ban bà quân chứng ban đây tham môn chất sập hiếm cứ nơi được kéo hãy trong đăng tham môn chất sập hiếm nơi được kéo nắng bóng thưa chỉ chụp rồi môi thưa chỉ tọp nó bên nóng khi ông nói chụp ba mắn hay mà khai cái phải chun khi ông mà tọp sọc nó bố mà nó chua chơi nó khoảng cát tờ kéo khoảng cát tí trong phùm khai tờ kéo nó phùm thuần môn cho nó bố
Hay chụp nọt mùi nó đại vì mình chụp bác cứ thà lục thà phê lệ bài phim kì bàn ao bị chốn chênh bị krong tờ kèo hay chênh bị krong tờ kèo bàn đây là chênh tờ khối tờ giang mách tờ khối nâng. Các bài tì krong tờ kèo bà chê chôn chùm đi tờ khối đôi khiom ta lục phu bị ngày môn nước thả khiom bàn khơi đấy mình bàn khơi đấy khi bộ mã vừa khơi bộ khiom đồng cảng cát cái phải chun mà chọn nó càng lệch ai trung chứ cái chun máu chập chọn chập ai chun mà chọn nó phú á tại khiom đồng cảng cát nếu bộ mã khiom mình đồng lệch à mùa thứ thứ nó người đồng lệch đâu có bài thể tiêm năng rồi bây bài bài ấy đọ mình máu một cối khiom của mình bàn khơi chọn được mũi đạn lan của khiom mình toàn bàn khơi phần tam chân dẹp tới chênh bị tì krong tự kéo tam hiểu mơ ngay bẩm phốt hay là lô bạn mình đã lan tam phụ nghĩa trong cái đã lan phần đang láng đó là man bạn đang là búa buộc hôm nâu khang thì tìm mục này đó bê quay hai 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 cái đọc nhóm một chỗ nâu bẩn tì rộng vinh nâng đôi nhóm lại bị lửa môn chứ đọc nhóm tì rộng vinh kì đọc nhóm đọc nhóm nâng hai hai ban thì hai ban này mặc hai nâng hai mặc hai cái hai người chung đội mình làm một thì còn bên như vậy gặp ở phần năng anh bạn chấm nói nín trong đăng che bộ tam chấm nói bón cứ bàn lực làng thà nếp pi chỉ liên nắng chân nắng cứ miền cà chập được chia thì hiền luôn nó chập ấy chăng đã làng là này thổi khỏi chăng ta chấm nói để bón bàn lực làng nắng miền này thà mạch khi chập đã chọn đã là nắng thì nó nói lắm á. À nâng nó phú tam nhầm vô khi nhầm tam nhầm vô tố tam ớ mô bị nạc đất nông tùm thùm tam ớ buộc nhau bên đâu có một tên mình đang ấy đấy buộc nhau không bê nhau bên cá bên đâu gió nó dụ bàm bùn bên đó bùn đó bên toàn đang bàn tay mình vô khi ta ta mới thọ đọa thầy khỏi chỉ cho bao vô tụ mặt đông mấy ta mà thầy cha anh phiện vô tụ cái nói đấy cái ông của bạn đăng đấy bạn đăng khơi vô tàu vận tải phiện không chúng ta bạn đứng ở vận đăng ấy vô tàu tụ một đông mới bạn chờ luôn bạn ở cuốn chấm nốt mũi tiệt đây là chấm nốt chấm khăn đây là pi là pratica chấm đi nắng tam chấm lau y rồi bỏ bàn thà là pi chỉ lý bự là na rừng là tưng ấy cứ thà ai khi bánh sầm lạp rưu mùi dòng mạch ta à chùm nọt nâng bong bàn khơi rưu mùi dòng mạch sầm sầm cắt rồi sầm chơi xã xây cũng là toàn chơi lòi tọp nâng chùm đố sầm chơi lưu mùi chùm bí chạy sầm bà con lục thiến sầm nua thằng ọt ní sất ta sầm nua nó mục với xã xây ọt đăng rương năng thế xã xây nó tự xây ai kì chơi lý tự xây là hãy sẽ nói một sầm phi chăng nhưng sầm phải chạy lục cho cầm tích tha sầm nô ní nhưng mà mình bán nó mộc từ lừa xã xây như thế của đời xa miền chìm lòi bọc quạt màn chìm lòi nó nông cầm nón hết tha vì là chuyển liên nó cứ miền cà chập chỉ chuẩn đạ làn chập thể hiện luôn nó đạ làn chứ anh ấy cứ sầm nô nữa tha tá à sầm nô nắng quật bàn đăng bàn khơi rư mùi dòng mạch mình chỉ nòm một ở quật sao ấy tìm bạn phần thân bà thì sầm nô đại miền nuôi dòng lời miền được nông cầm nọt hay đại bàn vừa chỉ phù một nẹt sầm kê này cái lại thả thực thả thả chỉ cầm sầm kê nó cứ mình chỉ tầm sầm nô nòm một tí sau đây chúng tôi không biết một sự thực hiện còn té bây giờ vì đồng nàng đời mình đồng đọc này để tổ chức trời bằng hai nhà tạo thành nhà đại cả xá nâng lầm xa này cầm nọt hết đại luôn miền đại bản đọ tròn lúc trên vị ai cả xá này ai cả xá ná chạy chấp bản mình men lược một phiếu đại ăn miến ai cả xá thôi chỉ một tháng tâm an được chuyện này thì
bắt nhưng mà xong bắt to xong nữa bạn. Xong bắt to tích cứ nơi vậy để pin để lục bàn kỳ ao lục màu thui ca nơi cái xuống ca bờ tê mình thật ta vậy để lục màu thui ca xuống ca bờ tê nắng pin để lục màu tập bốn ta lưng chụp chụp ở nà kia đại chiều mi rồi bỏ bóng cái lúc chấm mò bị khét đòi mò thì kêu nồng pin nói chỉ mua nhiều môn đồng bóng khi mà đâu cái đội mà riêng đâu phải là chạy thì viên gặp bôi này cả với phú á khi mà có một toàn màn đang mê bôi nạn đấy vẫn đang cái bảo vệ nó các đội mà phòng bôi nữa môi mà riêng số tuần đang riêng mà tết cái chạy khi mà tôi tám một xuồng gà bỏ tê khi mà tôi tiền lệnh vẫn là phú tôi ó không khi mà châu tôi sử dụng môi tiết để vẹn con đang thật tớ luộc bàn nom nhiều tham miên nhiều chân nhiều cỏ rê nhiều Việt Nam nhiều ấy nó xua thay ta ở non tới cái lại na khá khi ông ban tôi chỉ mua đồng phiếu bảy đô la pô tàu đo phum nói tàu tàu khét tàu đi thế chồng đi tàu phum một xóm một khét phần thực cáo nó to mà đó thôi bàn to là bảy đó pu to nó tự đào cái ở chụp tam lâu ấy đó đó thế phiêu to mà đó nó to chụp tam lâu xuống bị thạ có đấy đừng dây bạc pu mấy chăng á hay thạ có cái xuống hộp bài hộp bò đó hay không đừng dây lùm và bị sai à mình hiện đề ca bạc phiêu đấy cái năng ngộ cả ba luôn chăng ấy để nét đất nông có pu to nắng mình đang không nghe tôi chuẩn mũi bên đằng bị nát là một nhóm cô kỳ lang chi lan thấy được cái nâu một tí lại cái tí nó sụn ngắt cái nhẫn kỳ lang chi lan tôi được nghe cái như vậy đắng của dân như từ chưa đã ban đắng cái bu chỉ mãi đắng xong all bu bạn ngọc quân lấy nhóm mà đào tơ lư chấm nói mùi nút cứ tha để pi để bẹp bòn tha kỳ song say lư bòn tha khâu rồi mùi dạng nà nó cứ bị bẹp bón nắng bây giờ bón bàn ngon nhiều từ từ cao chia sọc bò bò mình chân và nó bây giờ ngon nhiều từ đó nút thấy bây lúc bón bàn chuột bón bón rồi mùi dạng mạch từ cao ngay từ cao chun nhiều từ lúc bu về ở miền chỉ cho được mới đi miền đặc con sản lát hay nung top ấy con sản lát miền con lát trái những cái miền con sản lát với nâu bần tí tam tí cái hào mới bú á miền con sản lát ấy trái mới trái hơn tại chỉ cho nó to đấy to tích nhưng nhầm đồ thùng lá nên được ba lá mình hiện đó tàu một nhiêu hiện nó cái ớt mùi cái nó bên ạ bùi dương mình hiện ở dây bú bụng bên đã tê nó một biết tam ta nó biết ấy ra cái ta ấy kinh điểm ngắt mũi tiến á từ nó mình hết vụ đấy nó nghe tập off luôn nhưng trong lực lang thay chúng nó chẹp chúng nó đây khi bàn đỏ bom bị cái xuống cao và tê từ từ khăm áo nữa vì chưa cầm hồ mùi ta vừa cầm hồ nó bị bẹp bòn nâng bón rồi mùi chẳng mạch bị lại bón tới đó khai từ cao nữa bàn chuột bom ốm rưu mũi ọt chuột ngay khi chúng hiểu tàu từ cáo về chụp tội nợ có mượn đồng phum hiểu về thơ con sản lát là phú đã hay là phú đồn mua nhóm mà mua nó về đâu xạ co về như ra ta lâu phân người vô bài cho bà đây bà ngon anh đang bài cho đừng ấy nhé hiểu bà thua trong vinh đó là hay dạng bê lê bảy buồn khai buồn à nâng nhóm bạn hiện dây bà bản ná phú tụng nó phụ bao giờ hiện bà bị bà thiên bà bản ná mà đã hiện đây
nhom tụt nó phục bao bao nhom dạ pe bay khai buôn khai bay khai cho hay buôn khai hay chốt buôn cho thơ ấy hai hai mình được nông chết thơ bật ố anh thơ bật bật rưỡi ngay anh rưỡi ngay phần mà hiện để bạn nói đi buôn miền nông rưỡi ngay buôn miền bọc buôn làm bị phu mình rõ buôn nông dây chân ngay hay làm ấy hai cái đội nhưng mà con được máu phu xong chưa bạn ở quân chớn hay khi mà xong mà sầm nô tiết cái thằng nơi pi là bong nơi cái xuống cao bật tiền nó cứ mịp to bóng cứ lục hồng nắng hay ta bóng sủa là nạp xe pi lục hồng để thông chiêu lục hồng nắng để ở thế khi mà ai đi xuống mũi đây là pu bắn tẹo nhưng mà nhóm mình bọn mục phù phlên bò chúm con đây là lúc bắn được đưa xuống kê dây thì thả tôi chụp và chụp đồng hồ sớp à nâng cần không kì mình để xa cái chung tấu á thả nó chụp hồ sớp chụp ở nhà nhá bởi vì biết đấy thôn lớn một hóa kênh đạo nhóm tôi nhóm mình mặt đăng lên phú á nâng nghiệp chụp nhá đăng lên phần ạ vì miễn đấy thôn lớn nâng miễn và được xa thật khi dùm hồ người bắt một nhóm cổ buộc mấy mà chạy rong xuống đánh chơi giờ đấy bà hoàn dạ phê bà mán nam bọc chú bậy thầm đắng chọp thầm mong bọn một lớn chọp thầm đắng mong lòng lao cũng chọp thầm mong chọp thầm đắng mong bà xong chơi lục vì tụi mấy khờ căn được bác Thank you, Mr. President. Good afternoon to everyone in and around the courtroom. Mr. President, I understand it's difficult to follow another lawyer when you prepared your questions, but almost every single question that has been asked by the gentleman has already been covered by the prosecutor, and we're simply wasting time. So perhaps the gentleman can look at his notes and simply ask questions that are directly related to this witness that have not been covered by the prosecutor. But we're covering a lot of that question. The last question was covered last Thursday. I see no profit in this procedure. And if we are efficient, we could possibly end this witness today. តើតាមនីតិវិធីដែលច្បាប់តម្រូវនោះបាទអរគុណច្រើនណាស់លោកមេធាវីប៉ុន្តែលោកមេធាវីក៏បីធ្វើការចំទាស់ភ្លាមៗហើយបង្ហាញពីមូលហេតុខ្លីទៅបានហើយដើម្បីឲ្យអង្គជំនះនឹងមានមូលដ្ឋានពិចារណាតម្រាច់យើងទទួលស្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងសមនការដ៏ធំធេងរបៀបនេះការគ្រប់គ្រងសំណួរច្រំដែលនេះជារឿងមួយលំបាកមិនមែនជាការងាយទេដោយការសួរដេញដោលច្រើនវែងហើយនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាឆ្លាស់គ្នាច្រើនពេលច្រើនថ្ងៃទៀតនោះចឹងភាគីដែលមានសិទ្ធិតាមបទវិធានដែលចែងជាក់ច្បាស់អំពីសិទ្ធិជំទាស់ទៅនឹងការតាំងសំណួរចំពោះភាគីដទៃទៀតគឺអង្គជំនះត្រៀមស្ដាប់នៅការលើកឡើងការជំទាស់ប៉ុន្តែក៏បីការជំទាស់នោះគឺបង្ហាញអំពីមូលហេតុខ្លីៗដែលសំស្របនឹងអាចឲ្យតុលាការឲ្យអង្គជំនះទទួលយកមកវិនិច្ឆ័យបានភ្លាមៗតែម្ដងនេះជាការអរគុណណាស់តែតែម្នឹងក៏អង្គជំនះក៏បានគិតគូរអំពីបញ្ហានេះដោយឆន្ទានុសិទ្ធិដែរប៉ុន្តែហេតុផលគឺវាមានបញ្ហាស្តៀងគ្នាទី1ទី2អង្គជំនះបានរំលឹកភិក្ខុញឹកញាប់ហើយថាក៏បីប្រើប្រាស់នៅតាំងការតាំងសំណួរដែលមានសក្តានុពលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលចោតប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតនៅក្នុងរីការដំណោះស្រាយហើយសូមឲ្យវែងញែកឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការតាំងសំណួរសាក់សីគុំដាក់ថាសាក់សីជាជនជាប់ចោតសាក់សីគឺជាផ្ដល់តខីកម្មចំពោះអង្គហេតុទាំងឡាយណាដែលមានប្រយោជន៍មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើទៅនឹងបទល្មើសទៅនឹងអង្គហេតុដែលចោតប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតរំលឹកច្រើនលើកច្រើនសាររួចហើយប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាដដែលអង្គជំនះក៏ព្យាយាមដែរមិនចង់កាត់មិនចង់អីទេប៉ុន្តែគួរតែត្រូវបានគិតគូរដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបច្ចេកទេសនៃកិច្ចដំណើរការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីឬក៏ចំពោះគោលដៅនៃការតាំងសំណួរផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យការសន្សំពេលវេលានិងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលបានចែកឲ្យដោយមានប្រសិទ្ធភាពបាទឥឡូវនេះអង្គជំនះដល់ពេលសំឡំសម្រាប់ហើយអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10ដល់ម៉ោង3ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការ
សម្រាប់ការឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់នឹងរួលផ្ដាល់កន្លែងសម្រាប់សមរម្យដល់សាក់សីនិងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីនៅបន្ទប់រងចាំដែលមានសាក់សីនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដាល់ទៅខៃកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3:15 នាទីសម្រាប់ចុះសូមកោតខ្លោ